chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh con máy Karimari CM300. Thì vệ sinh máy sẽ có hai phần, đó là vệ sinh hàng ngày và vệ sinh định kỳ. Thì đầu tiên chúng ta đến với phần vệ sinh hàng ngày. Để vệ sinh hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cần và gắn filter single vào và một cái chổi vệ sinh. Thì chúng ta sẽ ấn nút cơ để cho nước chảy tự do. Và chúng ta sẽ dùng cây cọ này cà rửa vào trong họng máy. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cần gắn và hờ vào họng máy, xúc qua xúc lại để cho nước sôi khi dội xuống cần sẽ ập lên trên họng máy và sẽ xúc rửa họng máy. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại thao tác chà bằng cọ và xúc nước sôi bằng cần. Thao tác này chúng ta lặp đi lặp lại từ 3 lần đến 5 lần. Thì cái thao tác vệ sinh hàng ngày nó như vậy, khá là đơn giản. Tiếp theo là đến phần vệ sinh định kỳ. Thì vệ sinh định kỳ chúng ta sẽ sử dụng bột vệ sinh chuyên dụng dành cho máy pha cà phê. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái cần và gắn filter double vào. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cũng cần một cái cọ vệ sinh. Và cái cuối cùng là một cái phun mù cao su của riêng máy pha cà phê Lakimari. Thì bình thường cái phun mù này chúng ta thường để ở cái vị trí ở phía sau máy như thế này. Đấy, thì máy mới các bạn có thể lấy phun mù ở vị trí này. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái phun mù cao su vào trong cần. Và chúng ta sẽ dùng cái cọ này múc một muỗng ngang mặt. Chúng ta cho vào. Thì cái phun mù cao su nó có cái chức năng là giữ thuốc và nước sôi lại. Sau đó chúng ta sẽ gắn vào họng máy. Và thao tác của chúng ta đó là sẽ ấn nút cơ. Và chúng ta đếm thời gian tầm 5 giây. Sau đó chúng ta ngắt đi. Và chúng ta tiếp tục lặp lại thao tác này. Thì chúng ta sẽ lặp lại thao tác ấn và mở tầm 5 lần, mỗi lần cách nhau cỡ 5 giây. Thì cái thao tác này sẽ giúp cho thuốc và nước sôi xúc dội lên trên họng máy và tẩy rửa những cái chất mà nó bám đọng lâu ngày ở bên trong họng máy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xúc bằng nước sạch. Chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ cái cần và tiến hành bước vệ sinh lại bằng nước sạch. Đấy. Chúng ta sẽ tiến hành dùng cọ để chà sơn. Tiếp theo chúng ta vẫn sẽ để miếng ron cao su vào và chúng ta gắn vào. Chúng ta sẽ tiến hành xúc lại nước bằng nước sạch. Chúng ta cũng sẽ lặp lại thao tác ứng nước và tắt tầm 5 lần, mỗi lần cách nhau 5 giây. Và bước cuối cùng, sau khi mà chúng ta xử lý bằng bột vệ sinh xong mà chúng ta sẽ pha một ly cà phê chúng ta bỏ đi. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái cần cà phê đó để khử cái mùi thuốc nó còn ám lại ở trên họng máy. Và chúng ta đã hoàn thành cái quá trình xử lý bằng thuốc. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách vệ sinh cho máy pha cà phê Lakimari CM300.
đó là vệ sinh hàng ngày và vệ sinh định kỳ. Thì mong là qua cái clip này các bạn có thể thao tác nó thuận tiện ở trên con máy để vệ sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.